Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một người bạn ở Vũ Hán có đưa chúng tôi đi trải nghiệm cuộc sống về đêm của người dân Vũ Hán. Có thể nói là với cái quang cảnh này thì chúng tôi không thể tưởng tượng được là thành phố này đã từng có dịch. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Mặc dù là mọi người có thể là đeo khẩu trang nhưng như các bạn thấy, đường phố vô cùng nhộn nhịp. Chúng tôi đến con phố nhỏ bán các đồ ăn vặt trên khu phố đi bộ Giang Hán vào tầm 7 giờ tối. Bất chấp cái lạnh âm độ cắt da cắt thịt, nơi đây vẫn tấp nập người qua lại, đa phần là các bạn trẻ. Khoảng 60 sạp hàng với các loại đồ nướng, chè cùng nhiều món ăn địa phương bày la liệt dọc tuyến phố. Theo người dân địa phương, 8 giờ đến 10 giờ tối là khoảng thời gian cao điểm nhất tại đây. Mùa hè số người đổ về đây còn đông hơn rất nhiều. Với mức giá cực kỳ bình dân, chỉ cần khoảng vài chục nhân dân tệ là khách hàng đã có trong tay một khay đồ ăn vặt. Nhiều quán kinh doanh lâu năm và có tiếng luôn trong tình trạng xếp hàng dài. Lực lượng chức năng đôi khi cũng phải làm nhiệm vụ nhắc nhở những quán hàng lấn chiếm lòng đường. Không chỉ phố ẩm thực, khu phố thương mại cũng nhộn nhịp không kém. Bên cạnh các cửa hiệu sang trọng đắt tiền dành cho giới văn phòng, còn có chợ đêm với giá cả rất bình dân, phù hợp với túi tiền sinh viên. Theo giới thiệu của anh Vương, cuộc sống về đêm của người dân Vũ Hán vốn vô cùng sôi động và phong phú. Trong khi đó, quanh khu vực phố đi bộ có khá nhiều công ty, văn phòng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, rủ nhau ra đây để ăn uống, xả hơi là cách giúp các nhân viên ở đây giảm bớt áp lực công việc, đặc biệt là sau những ngày dài phải ở nhà do dịch bệnh. Trước thực trạng dịch cộng đồng đang xuất hiện trở lại tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc trong mùa đông năm nay, Vũ Hán đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng trọng điểm của thành phố từ ngày 24 tháng 12. Nhiều người dân ở thành phố này khẳng định cuộc sống của họ đã trở lại bình thường được 90%. Chỉ cần kiểm soát tốt dịch xâm nhập, Vũ Hán sẽ là một hòn đảo an toàn.